Vâng, tín hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh mác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá, đang hiện trực tiếp ở trên màn hình. Các bác gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên mình để em tư vấn và chốt đơn. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn chia sẻ với các bác đó là cái sản phẩm kìm cộng lực mini. Đấy, hàng của Nhật nhá mọi nhá, Japan này, rất ok luôn. Dòng kìm cộng lực về thì các bác dùng để cắt dây thép, dây đồ thứ rất ok. Đấy, con này để cắt cực kỳ sắc bén luôn, mà những cái dòng dây thép to con này ăn hết luôn. Đấy, thiết kế nó dạng kiểu dạng kìm cộng lực, cái dạng kìm cộng lực dạng to mà các bác hay cắt, các bác thợ xây ấy hay dùng cái con kìm này cắt những con sắt 8 sắt 10 này. Thì con này ví dụ như là các bác cắt những cái phi hàng rào đấy ra rất ok. Đấy, dạng thép hàng rào, thép B40, những cái dạng thép to con này cân luôn. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc, nó thiết kế cũng là dạng cộng lực nhá, thì các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, dạng mini. Lên mã giúp em sẽ là cái kìm cộng lực mini nhá. Dòng thép CRV, đấy, siêu chắc chắn, hàng của Nhật này. Đấy. Hiabusa này. Đấy. Giá thì con này giá bình dân thôi, 100 ngàn một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cộng lực mini. Đấy, kìm cộng lực mini. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k một cây kìm cộng lực mini này. Đây em sẽ cắt test thử cho bác xem về cái con này là cái con ốc vít này. Đấy, xem nó có cắt không nhá. Đấy, nó một này dạng rất là rắn. Đây em cắt thử cho bác coi. Đấy, thấy không? Rất nhẹ nhàng nhá, một bấm cái đi luôn này. Đấy, đây em cắt lại bác phát nữa đây. Đấy, cắt phát nữa đây. Các nhìn này. Đấy, đây em bấm một tay luôn nhé, bấm một tay luôn, cắt rất ngọt luôn các bạn. Đấy, cắt rất ngọt đây. Đấy, cắt ra làm ba mảnh luôn này, lưỡi vẫn ngon lành luôn nhá, không có một tí nào mẻ hay là xước gì luôn. Đấy, rất sắc bén nhá, cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái sản phẩm là cái cây kìm cộng lực mini nhá, có phần khoái hãm ở đây. Đó, 100 ngàn một cây, hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, hàng của thương hiệu Hiabusa, 100k một cây kìm cộng lực mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bọc yên xe. Em báo giá luôn, một cái bọc yên xe này thì tại vì em đang bán với mức giá rất hạt rẻ dễ mua, 40k nhá, 40k một cái bọc yên xe này. Đấy, nó là cái bọc yên xe đạp xe máy được hết không nhá, xe đạp điện, xe máy là ok. Đấy, xe máy yên to yên nhỏ được hết không nhá, vì dòng này nó có cái sợi chun co giãn này nên là rất là tiện. Đây, đấy, nó rất là nhìn nó rất là bình thường nhưng nó có sợi chun co giãn này. Đấy, chun co giãn này khi mà các bác kéo giãn ra rất là to. Đấy, những cái yên xe máy to như yên xe SH các thứ là các bác cũng có thể là bọc thoải mái luôn. Ở bên dưới này thì nó có những cái phần đai siết nhá, cái đai dính để các bác dính bên dưới phần yên đấy để nó không bị bật cái bọc nó lên. Đấy, thì nó là dạng lưới, khi mà các bác ngồi nó thoáng khí này, ngồi nó mát mông. Và thứ hai là ví dụ như là trời nó có trời nắng ấy mà các bác để xe ngoài trời không lo nó bị bỏng rát nhá. Các bác có thể là ví dụ như là mình để xe ngoài trời mà không lo yên xe nó nóng, các bác có thể là trời nóng các bác có thể ngồi được lên luôn, không không phải làm nguội đâu nhá. Đấy, như bình thường là các bác để xe ngoài trời nắng ấy nó rất là nóng luôn. Đấy, vừa hạ yên xe mà mình nóng không thể ngồi luôn đấy. Đấy, thì các bác mua cái này về các bác bọc vào. Đấy, vừa bảo vệ yên xe này rồi là chống nắng chống nước rất ok luôn. Đấy, và có thể là co giãn có phần đai siết bên dưới nhá, đai siết bên dưới đó, rất rất ok luôn. Chỉ có 40 ngàn thôi. Đấy, dạng lỗ rất nhiều, lỗ lưới thoáng khí này rất ok luôn, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bọc yên xe nhá, đang gửi bác là 40 ngàn một cái thôi, 40k, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây, các bác cùng xem thực tế này, bọc yên xe máy này, làm đẹp này, chống móng, chống nóng này. Đấy, bình thường những cái yên rách các thứ các bác cứ phải mang đi thay, nhưng con này các bác mua con này về các bác đậy vào chị luôn cho em, để đỡ phải thay, vừa đỡ thay mà vừa đẹp xe nhá. Đấy, làm đẹp chống nóng rất tốt nhá. Đây, đó, đây có nhìn này, bọc này, đó, bọc từ trước ra sau, lồng vào, sau đó các bác siết những cái đai ở bên dưới, nó có những cái đai siết này, các bác siết vào nó không bị xô dịch cái bọc này nhá. Đấy, thoáng mát, nước nôi thứ gì chảy thoải mái, khi mà nước nó chảy nó sẽ thoát rất nhanh luôn, rất ok. Đó, bọc yên xe nhá, đang gửi bác là 40k một cái bọc yên xe như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Đấy, để chuyên cho bác hay về cắt tóc cắt tai gia đình này. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng con này cũng quá ok luôn, một bộ kéo cắt tóc hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đó, giá thì bình dân thôi. Đấy, bộ này thì em báo giá luôn nhá, bộ này sẽ gồm có hai cây, giá của nó thì bán cả bộ luôn nhá, 140 ngàn một bộ. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kéo tóc này, bộ kéo tóc hai cây nhá,
bộ kéo cắt tóc 2 cây 140k một bộ nha. Đấy, sẽ gồm có 2 cây, một cây kéo cắt thường này và một cây kéo cắt tỉa này. Đấy, sẽ lấy cho bác xem từng cây một luôn. Đấy, hàng mới keng sẽ beng luôn nhé, nguyên trong hộp như này. Con này của thương hiệu Kai Japan, cây này là cây cắt tỉa này. Đấy, rất sắc bén luôn. Và một cây nữa, cây này thì chuyên để các bác cắt thường. Đấy, cắt thường các bác cắt tỉa cắt thường là các bác dùng cái này. Đây, Kai Japan nhá, rất xịn sò, sắc bén, ok lắm. Con này cắt cực kỳ ok luôn. Đó, về cho anh em thợ thiền này, các bác dùng gia đình cắt tóc cho nhau cũng ok luôn. Đấy, một bộ này là 2 cây, một cây kéo cắt tỉa nhá và một cây kéo cắt thường. Đấy, đựng trong một chiếc bao da rất là đẹp luôn. Với giá thì cũng rất là bình dân, 140k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo tóc 2 cây, 140.000 một bộ nhá. Rồi, mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ này, là cái bộ bao tay làm vườn. Đấy, bộ bao tay làm vườn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ đôi bao tay làm vườn. À, giá thì này, tại em đang bán một cái bộ đôi bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một bộ nhá. 30k một bộ bao tay làm vườn nha. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm là một đôi. Đấy, một đôi về các bác dùng để chuyên các bác làm vườn, làm tược, làm cỏ giá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Mình bới đất này, trồng cây này, làm cỏ rất ok. Đây, nó sẽ gồm một đôi, một tay trái, một tay phải nhá. Thì về các bác đeo vào. Ở tay này nó sẽ có những cái móng vuốt này. Đấy, để các bác dùng để các bác cào đất này, rồi là các bác làm cỏ này. Đấy, bới đất làm cỏ nhá. Bới đất làm cỏ ở đây thì nó là dạng bao tay co giãn 4 chiều nên là các bác tay to tay nhỏ đều có thể đeo hết luôn. Bên ngoài thì phủ một lớp cao su vừa chống trơn trượt này, vừa bảo vệ bàn tay của bác này không bị sầy xước nữa nhá. Đấy, không bị bẩn. Đó, về thì các bác dùng để làm vườn, trồng cây, bới đất làm cỏ này. Đây nó những cái móng vuốt bằng nhựa. Đấy, cái này các bác cào đất, cào cỏ các thứ cho em thoải mái luôn. Rất tiện nhá. Đấy, một đôi này là 30.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay làm vườn. Đấy, chuyên cho các bác làm vườn, làm cỏ, làm tược các thứ rồi. Rất ok. 30k. 30k một đôi nhá. 30.000 một đôi bao tay làm vườn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ bóp tay này, dụng cụ bóp tay. Dụng cụ bóp tay thì em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái dụng cụ bóp tay này. Đấy, bóp tay. Đấy, bóp tay tập thể dục nhá. Với giá sẽ là 40k một cái chiếc bóp tay tập thể dục này. Đấy, về cho các bác nào muốn tập thể dục này. Đấy, tập thể dục tại nhà nhé thì rất ok luôn, một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bác rèn luyện thể dục thể thao nhá. Một chiếc bóp tay, cái này thì bóp tối thiểu thì sẽ là 5 kg và các bác có thể tăng lực lên. Đấy, tăng tối đa lên thì sẽ được là 60 kg nhá. 60 kg. Đấy, các bác nói chung cái này các bác cứ tăng dần, mình cứ mỗi ngày mình tăng một ít thôi nhá, tăng từ 5 kg và tối đa lên sẽ được là 60 kg. 60 kg thì cũng khá là nặng nhá, 60 kg tay cũng khá là khỏe đấy. Đấy, em đang bóp tầm giữa này. Đấy, còn 60 kg khá là căng ạ. Đấy, thì về các bác có thể tăng giảm theo cái phần này các bác xoáy đây. Và cái hai cái sản phẩm này là mỗi lần các bác bóp này là nó sẽ đếm được bao nhiêu cái nhá. Đấy, hiện tại em đang bóp là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, thì nó sẽ nảy cái số đây nhá. Đấy, nảy số đây để các bác biết là hôm nay bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy, và các bác đặt cho mục tiêu ngày mai được bao nhiêu cái, ngày kia được bao nhiêu cái. Đấy, mình cứ đặt mục tiêu ra là khi mà bóp là nó sẽ nhảy số báo đây luôn. Và các bác muốn gì xét về không thì các bác ấn vào đây cho. Ấn vào đây các bác xoay. Đấy, xoay để các bác xoay nó về không. Đấy, có thế là xong. Đấy là về không. Bắt đầu các bác lại làm lại từ đầu này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, rồi là cho các bác ví dụ như là mình thi đấu với nhau. Đấy, thi đấu với nhau bóp nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, tay cầm nó có phần bọc cao su, chống như trượt rất là êm tay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá. Có đếm số luôn. Với mức giá sẽ là 40k một cái nhá. 40k một cái bóp tay tập thể dục. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa đĩa này. Cái mã sản phẩm này thì giá nó rất là bình dân, chỉ có 40.000 thôi. Các bác mua về mình dùng để khóa vào đĩa xe máy cho bác nhá. Rất tiện dụng mà cực kỳ an toàn bảo mật luôn. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái khóa đĩa bánh xe máy nhá. Đấy, khóa đĩa xe. Tức là nhà các bác mà có cái xe mà có như cứ có phanh đĩa là các bác khóa ok luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ bình dân, hạt rẻ, 40.000 một cái thôi. 40.000 một cái khóa đĩa này. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn đây. Một chiếc khóa nó sẽ gồm có là một bộ khóa, một cái ổ khóa và đi kèm cho bác là hai chìa. Đấy, toàn bộ thì nó đúc, sẽ đúc thép nha. Đấy, và cái phần lõi khóa thiết kế rất hay là nó chỉ có một tí bên trong này và nó rất là hẹp. Đấy, ví dụ như cái vị trí này các bác có lách hoặc là trộm chiếc là nó có lách vào thì nó rất là khó cậy mở, mà nó lại dạng hình tròn, nó không có một cái chỗ điểm tựa nào để nó lựa và nó cậy các bác nhá. Đấy, và đây cái phần khóa này thiết kế rất nhiều những cái hạt này. Đấy, cực kỳ là khó mở, khó phá luôn. Đây. Đấy, các bác chỉ việc là con này khóa không cần chìa nhé. Nếu các bác muốn khóa, các bác cho vào cái phần đĩa xe, bấm cho em vào cái, thế là xong, khóa xong. Đấy, và các bác cầm chìa đi, rất nhỏ gọn tiện lợi nhá. Mình có thể là bỏ trong túi quần, túi sách, mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, rất nhỏ gọn nhá, chỉ bằng khoảng tầm 2 ngón tay của em thôi. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. 40k một cái nhá. Đấy, các bác cứ cho trực tiếp vào cái đĩa của xe mình là ok. 40k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây,
Với cái giá thành chỉ khoảng vài chục nghìn thì cái chiếc khóa chống trộm bằng cách là khóa phanh đĩa này, Linh nghĩ đây vẫn là một cái giải pháp chống trộm mà cho xe máy rất là ok các bạn ạ. À, vì sao ạ? Với chiếc khóa này với thiết kế rất là nhỏ gọn, nó vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần là đưa cái chiếc khóa phanh đĩa này vào đĩa phanh và sau đó các bạn bấm một cái là các bạn đã có thể là khóa lại trên những cái xe mà được trang bị đĩa phanh như thế này các bạn nhé. Chiếc khóa này thì nó chống cắt vì nó được làm bằng thép nguyên khối, vì vậy mà nó sẽ không bị kẻ trộm cắt khóa. Ngoài ra thì chiếc khóa này với cái phần thiết kế chìa khóa nhiều nấc giúp các bạn có thể là hạn chế kẻ trộm phá khóa của các bạn. Khi các bạn khóa chiếc khóa này vào đĩa phanh của mình thì chỉ cần là kẻ trộm có ý định sắt xe hoặc là đi xe của các bạn, nếu như các bạn tiến về phía trước thì nó sẽ bị mắc vào củ phanh giống như này, và nếu như các bạn lùi về phía sau, các bạn lùi về phía sau thì nó sẽ bị phát mắc vào phần thuộc của xe các bạn nhé, bị mắc vào phần giảm tốc phía trước của xe. Các bạn có thể quan sát. Vì vậy đây là một cái giải pháp mà chống trộm rất là tốt cho xe, đặc biệt là những bạn nào mà thường xuyên để xe ở phía bên ngoài hoặc là những cái nơi không an toàn, hay là các bạn nào mà học sinh sinh viên thì các bạn là có thể là lựa cho mình một chiếc khóa phanh đĩa với giá thành rất là thấp như này mà nó lại mang lại khả năng chống trộm an toàn hơn cho chiếc xe các bạn nhé. Và mỗi một cái chìa khóa này thì các bạn sẽ được hai cái chìa giống như thế này, nên là các bạn chỉ cần dùng một chìa và cất đi một chìa phòng trong trường hợp nếu như các bạn nào bị mất chìa khóa thôi. Bạn nào mua thì các bạn có thể ấn vào link ở dưới giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, quảng cáo rất chi tiết luôn. Đấy, mô tả đó bác, giới thiệu rất chi tiết rồi. 40.000 một bộ đâu nhá. 40.000 một bộ này, một bộ này sẽ gồm có là hai chìa. Đấy, dòng khóa thép đúc nguyên khối luôn, rất an toàn và bảo mật, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe. Lên mã thì em sẽ được cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân. Bao tay lái xe giá của nó sẽ là 50.000 một đôi nhá, 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh, để các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi mình dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV, tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng rất ok. Đây thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi, chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng, đi phượt, đi chơi rồi. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm rồi giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một lớp cao su chống chân trượt, nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay đó. Và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cảm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng, các bác bấm được luôn, tại vì cái phần đầu này nó bọc ra này đó, thiết kế cực kỳ đẹp, trang nhã lịch sự nhá. Đó, đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, thì các bác đi, các bác kéo khóa lên em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là kiếc rất ok. 50k một đôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe. Đó, bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. 50k một đôi nhá. 50k. Đó, giá rất bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá rất là bình dân. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút này để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường, và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra, các bác dùng để các bác chà. Đấy, ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ rồi, các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã duy em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha em nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này với giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, lên mã duy em sẽ là cái xốp mút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng. Xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng nhá, 3 miếng. Giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng nha em nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này, đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã, là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu bốn múi nhá. Đấy, đầu cộng này. Và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ. Đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá.
đây phần đầu đóng nó đây. Cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không, thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là tô vít đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn, đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây hàng của Kabushi Japan đấy, thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000 và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé, các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30 cm nhá, 30 cm một cây. Đấy, từ đầu đến từ đầu này đến đầu này là 30 cm nhá, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng đấy. Nói chung là một công đôi việc để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã duy em sẽ là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, cây tô vít đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nhá. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái lọ kem tẩy xong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xong nồi nhá, lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xong tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá, 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xong nồi đấy, tẩy bẩn xong nồi nhá, cặn bẩn cặn dầu mỡ thứ rồi, rất là sạch. 20k một lọ nhá, 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái xong, nếu mà các bác bẩn đấy thì các bác tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ xong ấy, cái miếng cọ xong bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng là các bác đánh nhá. Đấy, thì nó rất là sạch luôn. Đấy, các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá, 20.000 một hũ tẩy xanh tỏi tẩy xong nồi. Đây cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm hướng dẫn các bác xài luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây. Đó, đây lại chuột. Xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha, 20k một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi nha, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ là dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay, của sản phẩm cái hay của sản phẩm này thì cực kỳ sắc, mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cái cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là không bị gì nhá, không bị gì. Đấy, cực kỳ sắc bén, các bạn nhìn cái phần lưỡi này. Đấy, con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20.000 một cây thôi, 20k nhá, 20k một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng, cây dao vàng này đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi, 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ và bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị gì nữa nhá, không bị gì. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây dao vàng nhá, lên mã em sẽ là dao vàng 20k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô bóng đèn 3W nhá, lên mã em sẽ cái lô bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đấy, rất là xịn sò, ok luôn. Đây, bóng đèn 3W nhá, led 3W này. Bên em thì hiện tại đang có hai màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, màu trắng và màu vàng. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng điện 220, công suất của nó thì nó chỉ có 3W, rất là nhỏ gọn, các bác có thể lắp ở cầu thang này, nhà vệ sinh này, đường đi lô đạn này, ví dụ những cái nơi nào mà các bác không cần quá nó sáng. Đấy, gọi là ánh sáng vừa vừa thôi, nó đủ dùng thôi, mà thứ hai là dùng cái này là nó an toàn, mà thứ hai là nó tiết kiệm điện nhá. Đấy, căn bản nó tiết kiệm điện, mình có thể là thắp qua đêm cũng thoải mái luôn vì nó có 3W thôi. Đấy, các bác thắp nó rất là tiết kiệm điện luôn, mà 3W thôi nhưng mà khá là sáng nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà khá là sáng đấy các bác. Thắp ở cầu thang, đường đi lối lại các thứ rất ok luôn. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W này, bóng 3W bên em đang gửi bác là 10.000 một quả này, 10k một quả nhá. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu trắng và màu vàng. Các bác lấy màu nào báo cho em nhá. Đấy, màu trắng màu vàng bằng giá nhau luôn là 3
là 10.000 một quả nhá. Lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá. Đấy, đây, công suất 3W, đấy, sử dụng điện 220, đui sẽ là đui xoáy nhá. Anh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng, là anh em thợ thuyền này dùng này, ok này. Đấy. À, đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước đo các bác. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. À, con này thì cái phần chiều dài chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15 cm. Phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhá các bác nhá. 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh. Hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy. Tay cầm thì có bọc nhựa. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm gõ đóng này rồi là nhổ đinh cho em rất ok, nó nhất là rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất là ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ cái búa lùn, giá này bình dân thôi, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn này, giá quá rẻ luôn, 40k một cây nhá, búa lùn. Đấy, búa lùn của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đai siết ống kim loại. Đấy, còn nhiều bác thì hay cái gọi là cái bộ này nó là cái cổ dê. Đấy, cổ dê. Đấy thì nói chung là tùy, nhiều bác thì hay cứ gọi là cổ dê, còn thì em hay gọi là cái đai siết ống nhá, đai siết ống kim loại nhá. Một cái hộp này thì bên em sẽ bán vào cả một hộp luôn, là 26 chi tiết một hộp này nhá, với giá thì bình dân thôi, 40k một hộp nhá, 40k một cái hộp đai siết ống bằng kim loại này. Hàng này thì hàng của Park Tider. Đấy, Park Tider này thì các bác biết hàng ở đâu rồi. Đấy, hàng của nó thì hàng sẽ là của Đức nhá. Đấy, Park Tider này thì hàng của nó sẽ là của Đức đây. Đó, đây. Germany này, thấy không? Đấy, Germany, mã code mã vạch đầy đủ hết luôn, hàng Park Tider nhá. Một cái hộp này sẽ gồm có 26 chi tiết này. Đấy, 8 cái chi tiết là 7 đến 16 mm này. 6 chi tiết là 10 đến 23 này, 4 chi tiết là 19 đến 27 này. Đấy, 2 chi tiết là 16 và 22. Hai chi tiết là 24 đến 38. Đấy, và 4 chi tiết là 19 đến 44. Nghĩa là các bác xài được những cái ống, những cái ống ống tròn các bác siết được, từ ống nhỏ nhất sẽ là ống 7 mm, và ống lớn nhất của nó sẽ là ống là siết được ống là ống 44 mm nhá. Đấy, 26 chi tiết mà, nên các bác xài cho em là thoải mái luôn. Đây, em sẽ mở cho bác con. Một hộp của nó thì nó sẽ xếp lẫn lộn nha. Đấy, nó sẽ gồm có là những cái đai rất là to. Đấy, để các bác siết những ống to. Đấy, những cái ống như cái ống 44 này. Đấy, rồi là những cái ống nhỏ như này, ví dụ như những cái ống 7 rồi. Đấy, nó là dạng đai siết hay còn gọi là cái cổ dê nhá, các bác hay gọi là cổ dê. Đấy, thì bên em sẽ bán đâu là bán theo cả một cái hộp ấy luôn nhá, bán theo cả hộp là 26 cái đai siết nhá, 26 chi tiết đai siết và các kích cỡ khác nhau. Đấy, các kích cỡ khác nhau thì bên em sẽ bán theo là một cái hộp như này, với giá sẽ là 40.000. Nói chung là các bác theo em, các bác nên bỏ ra 40.000. Bình thường là các bác mua những cái đai siết ấy, người ta đang bán lẻ khoảng tầm 3-5.000 một cái rồi. Đây, bên em đang bán một cái hộp 26 cái đai siết từ to nhỏ luôn, mà giá nó chỉ có 40.000 thôi. Các bác biết thấy là nó giá nó quá là dễ mua rồi, mà giá nó hợp lý ạ, giá nó hợp lý. Đấy, thì các bác cứ nên mua cả bộ này về, mình xài cái nào thì mình xài, không xài thì mình lại cất gọn, mà nó có hộp hiếc đỡ bị rơi vãi linh tinh, mà thứ hai là đấy lúc mà mình cần cái là mình có ngay ạ. Đấy, mình đỡ phải chạy đi chạy lại nhé các bác nhá. Đó, một hộp đai siết của Đức nhá, một hộp đai siết của Đức, của Park Rider của Đức này. Đấy, thì Việt Nam đang bán một hộp 26 chi tiết này, đai siết ống kim loại 26 chi tiết này, với giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nha. Đấy, 40k một hộp, to nhỏ lẫn lộn, là lớn bé có đủ cả hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc là lấy ra các bác xài, lấy cái ống nào vừa được các bác lấy ống đấy các bác xài, có thế thôi, ngon lành cái nào luôn, 40k một hộp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này bên em có hàng không, thì đây, hôm nay về thì bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này, đây, đấy, đây vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO260 Japan các nhá. Đấy, đây các nhìn kỹ này. Đấy, FO260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi mờ mờ một chút thôi, tại vì nó là hàng bãi, nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bạn, bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá, 40.000 một cây. Đây, em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước chiều dài thứ này.
con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20, cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá, đấy 4 cm, đấy nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi, đấy rất là ok, đấy kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nhá, với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này, hoặc các bác có thể là cắt dây luôn, đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá, 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm để về các bác đốt nhá. Đấy, hộp hương trầm thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40.000 một hộp nhá, 40.000 một hộp. Đấy, một hộp này thì rất là nhiều vòng luôn. Đấy, rất nhiều vòng. Một vòng đốt được rất là lâu đấy, một vòng là đốt được các bác đốt liên tục ấy, nó cháy trong khoảng tầm là từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt cháy rất là lâu, mùi thì nó là dạng mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác có thể đốt trên bàn bàn thờ, đốt nhà mình các bác sử dụng ok luôn đây. Cái này thì nó là hai vòng. Đấy, một cái vòng to này thì các bác có thể tách ra làm được hai vòng này. Đấy. Mùi thơm lắm, mùi thơm. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của trầm nhá. Dùng rất thích luôn. Đấy. Báo giá bác luôn. Bên em đang bán một cái hộp hương trầm rất nhiều vòng nha. Đấy, mà một vòng đốt được rất là lâu luôn, một vòng này là đốt khoảng tầm tính rưỡi 2 tiếng nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp hương trầm, thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Đấy, hộp hương trầm này, hộp vòng hương trầm nhá, vòng hương trầm để đốt nhá, 40k nhá, 40k một hộp. Đấy, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mà một hộp thì rất là nhiều, đựng trong một chiếc hộp rất là lịch sự ok luôn, 40k nhá, 40k một cái hộp hương trầm nhá. Bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đét rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác cái lô mũ dàn di. Em còn chắc chỗ này chắc khoảng tầm 20 cái thôi. Em cũng lên mã xả kho nốt luôn. Vì đợt này là cái thắt lưng bên em hiện tại không còn, em chỉ còn mũ thôi. Em cũng sẽ lên mã xả luôn. Cái mã mũ luôn, lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di nhá, của Mỹ luôn. Đấy, USA này, USA rất xịn sò. Mũ này thì lên form cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lên form mũ rất đẹp, rất xịn sò. Đấy, chất liệu thì 100% bằng cốt tông nhá, các bác đội rất mát luôn. Đấy, các bác nhìn cái form mũ này, cái form mũ nó lên rất là kiểu vuông vức, kiểu dạng chuẩn quân đội nhá, dạng chuẩn quân đội nên nhìn rất ok. Đây, đấy, Air Force logo Air Force này. Đấy, USA này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái lô mũ dàn di của Mỹ nhá. Đấy, mũ dàn di của Mỹ lên form cực kỳ đẹp, đội lên đầu rất ok. Phần đằng sau này nó sẽ có cái phần khâu khóa đồng để các bác chỉnh cái vòng đầu. Đấy, đầu to đầu nhỏ là các bác có thể đội hết luôn nhá, vì cái này nó có cái phần khâu
khâu khóa đồng này để các bác chỉnh cái cỡ mũ cỡ đầu theo 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 phù hợp theo ấy các bác nhá. Đấy, đây 100% là cốt tông tự nhiên này, đây các bác đội rất là mát luôn, đội rất là mát, đội rất là thích luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ làm mũ dàn di em xả luôn. Bữa trước cái này thì bên em đang bán một cái này là 90.000, hôm nay em xả bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, chỉ có 50.000 thôi nhá. Lên mã em sẽ làm mũ dàn di này, xả luôn bác, chỉ có 50k cho một chiếc mũ dàn di này. Đấy, 50k một chiếc, giá rẻ giật mình luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột tày thì các bác dùng cái kẹo này, các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn và là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nhà này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nhá. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, ở những cái chỗ hàng chuột hàng kia thứ là. Đấy, dòng này thì cứ ăn mà là đi thôi, ăn mà là đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã cho em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột hoặc kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhá. Dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về phụ bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy. Mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2 lạng rưỡi một túi nhỉ. 2 lạng rưỡi một túi đây, à đây này, nó có này, 250g này này. 250g. Cái thít dài này thì của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha. Chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy, 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy, 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 các bạn, 20. Đấy, 20 nhá, 20 cm. Chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy, vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2 lạng rưỡi luôn. Đấy, túi này một túi là 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi, cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy, 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2 lạng rưỡi hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá. À, cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000. Và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000. Các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy bên em sẽ nhận cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này, đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động, con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn, các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác coi này, các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái, các bác bấm cái này, đó là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra, các bác muốn thu vào bấm đây cho em. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sẽ có bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn, các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét, ô khá là to luôn. Đấy. Các bác đi khoảng tầm 2 3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái, khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào, đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20cm thôi. Đấy, các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. Đấy, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Bên em đang của bác một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi. 80k. 80k nhá. Lên mã em sẽ là cái ô dù tự động. Đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nhá.
Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá. Tiếp tục hàng bên em lại về. Đó, bên em báo giá luôn. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân, dễ mua luôn. Đấy, ai cũng có thể mua luôn. Đấy. À, 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy, thắt lưng cá sấu. Cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy, hộp vàng. 130.000. Tại sao được gọi là hộp vàng thì đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này. Các chi tiết này vàng bên trong này, logo la cốt luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá. Nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này, quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá. Hình cá sấu thương hiệu Lacoste. Còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây, da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó, da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây. Tang mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, nó chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc. À, thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Bộ sản phẩm hàng mới mới trang các bác nhá, mới trang nguyên hộp nha. Đấy, mới trang nguyên hộp nha. Với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy. Thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn. 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã giúp em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá. 160.000 một cây. Rất là hay. Đó. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ổ đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê vào các bác xoáy được, hoặc là chồng nó cho vào được thì các bác dùng cái này các bác xoáy nha. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn, đấy các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào, các bác xoáy nhá. Rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này. Đấy, để các bác lựa, các bác dắt cho em cái xích này vào. Đấy, dắt cái xích này vào đây. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn. Rất là dây xích khá là dài luôn, em sẽ đo các bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì nó cũng khá dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, vào đây này. Đó, các bác gài vào này. Đấy, cái này nó có 3 mắt, khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào chưa. Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này, để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cà lê xích nhá, 160.000 một cái này. 160.000 này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó, đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này, xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây các bác đợi chút này. Đó, đây, đó đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn. Đấy, những cái đồ vật tròn. Đấy, ví dụ như ống nước các thứ này, rồi là những cái ống tiếp nhá, nó hình tròn. Đấy, hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra, để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây, đây, đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot lắm nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thuyền, giờ các bác sử dụng gia đình cũng rất là ok luôn. Đó, 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke gốc nam châm. Cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó, thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke gốc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi, các bác cố định cái phần khung hàn, các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc
xéo là góc 45 độ nhá. Hàng này thương hiệu Camposi. Đấy, lực hít là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu hít rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hít ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hít ngon lành luôn, hít chặt lắm. Đấy, nó hít khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp rồi hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo gốc nam châm nhá. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái keo gốc nam châm này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90.000 một cái này thì các bác khi mà các bác xài các bác sẽ keo được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi, các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây đấy, ví dụ các bác xài các bác có thể dùng để các bác keo một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá, keo góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này, rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể keo góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể keo một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, keo góc 45 độ này, các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là keo những cái góc song song đó, keo góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là nó, cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm, đặc biệt là trong anh em thợ hàn đặc hiếc các thứ ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân, nó chỉ có 90.000 một cái thôi. Lên mã thì em xem cái keo góc nam châm nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đã gửi bác là 90k một cái. Đây nó rất là dính, dính mấy cái với nhau này các bạn. Đó, 90k một cái nhá, keo góc nam châm. À, tiện đây luôn thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác anh em thợ thiền. Đó là cái kìm kẹp hàn hoặc là các bác hay còn hay gọi là cái tay hàn đấy. Đấy, cái tay để các bác kẹp để các bác hàn xì đấy. Anh em thợ hàn xì thứ dần dùng rất ok luôn. Đấy, kìm kẹp hàn nhá, em báo giá luôn 100.000. Hàng này cũng của Kabushi nhá. Đấy, Kabushi. Đây, hàng rất xịn xò, ok luôn. Mới keng nguyên hộp nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp. Quả này các bác mua về rồi dùng rất là yên tâm. Đấy. Đây, nó có đầy đủ phụ kiện thứ bên trong luôn. Một con kìm này. Đấy, đầy đủ các phụ kiện đấu nối lắp này. Ốc yếc đầy đủ luôn. Còn đây là cái phần tay kẹp nhá. Đấy, cái phần kìm này của nó kẹp vào nó rất là chắc luôn các bạn. Đấy, đây cái phần kìm kẹp vào rất là chắc luôn. Đấy, các bác kẹp que hàn cái đồ thứ đây, cái tiếp điểm của nó bằng đồng nhá, nên là khi mà các bác hàn cái tiếp điểm nó đánh lửa tiếp xúc rất là tốt. Đấy, nó không lo nó bị mô ve thứ nhá. Đấy, toàn bộ phần này thì thiết kế bằng nhựa chống cháy. Đấy, nên các bác dùng rất là tâm. Tay cầm thì được bọc cao su chống trơn trượt. Đấy, rồi là chống giật rất ok luôn. Đó, rất ok, con này kẹp chắc lắm các bạn, kẹp chắc cực kỳ luôn. Đấy, kẹp chắc dã man luôn này. Đó, 100.000 một cây thôi. Đấy, đi về các bác luôn. Các bác tháo ra đấu dây các thứ vào cho em là ok. Đấy, luôn tháo dây vào, tháo ra đấu dây vào là ok thôi. Đó. Giá mà em đang gửi bác đầy đủ cả những cái phụ kiện nhỏ bên trong này là một bộ này là 100.000 một cái nhá, 100.000 một cái. Con này cái thông số của nó là từ 600A cho đến 800A nhá. Đấy, theo sản xuất công bố thì đây. Từ 600A cho đến 800A. Đó đi các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp hàn. Đấy, kìm kẹp hàn. Đang gửi bác một cái tay kìm kẹp hàn nha. Đấy, với giá sẽ là 100k các bác nhá. 100k một cái kìm kẹp hàn nhá, 100k một cái. Hôm nay thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền thôi các bác. Đấy, tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó nhầy. Nguyên hộp nhầy luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá. Sử dụng cho em là điện điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy. Hàng này thì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn nhá. Các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá. Hàng của hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó. Một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá. Đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đấy có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào. Đây máy đây nhá, máy đây. Có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ. Xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn. Đó.
Đấy thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong này thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy. 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy nó giải là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này. Rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đầy đủ, một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới nguyên hộp như này luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ như này thì sẽ là 430.000 nhá. 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy máy hàn ống máy hàn nhiệt ống nước. Đấy cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây thông số đây. 1000W này sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Hàn xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi rất xịn sò ok. Có bảo hành bác luôn, yên tâm nhá. 450.000, 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng đó là cái bộ Taro Gen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro đen trong nhé, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua bộ này thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 2 bộ a 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các nhá. 6 mũi 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau. Từ to đến nhỏ này, đấy từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy tạo taro ren trong. Đấy dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy rất ok. Đấy chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Taro Gen trong nhá, 100.000 một cái bộ này, một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi, các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy nó sẽ gồm có là một cái đầu đầu nha. Đấy nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy thì cái này thì về rất là dễ xài thôi, đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy rất dễ xài thôi. Đấy thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhem vào đây. Đấy xỏ vào đây sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn đó. Chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy cứ không thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. đấy nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ ra các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này, giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn, 30k bộ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái lô mic hát karaoke đấy của Mỹ đây, em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn.
290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Sure nhá, Sure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5 mét nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5 mét đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ, có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra cho. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì cả mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Sure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy như con này. Nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là xịn. Đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng duyên chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm. Đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phổ ra luôn, mới keo nguyên túi như này này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây. Và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây, thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhá, em báo giá luôn, 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy, đi chơi, đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi ra đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua thêm cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này kiểu dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả, hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này,
rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này đấy. Khi mà các bác lau đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá, một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thì thoảng mình lau, hoặc lấy ba túi 50.000 về các bác lau đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k ba túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay đấy, chuyên để các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua cho em cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi rác sắt, búi rác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần ấy, rửa xong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bát bằng kim loại ấy, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh tẩy xong nồi đấy. Đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Ôi, cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ôi, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xong nồi cơ nhá, tẩy xanh tẩy xong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng, mà dùng rất là hay luôn. Các mã hàng đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quay sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác thử cho mày ra. Tay các bác cậy lên này. Đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá. Thì về bên trong đây, thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giòn cao su này. Khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước nôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào. Rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này. Ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này. Đó, thấy không? Cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đây. Rất xịn sò ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy. Giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá. 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp ngon lành các bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn, khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không, kêu càng keng luôn. Cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá. Nặng hơn 3 cân không ơi, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi. Bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá tại vì em đang
Gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc bao ship tận nhà luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì hiện tại bên em vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn. 320.000 một chiếc của bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. À, dung tích là 2.3 L. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220. Nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhé, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây. Đó, phần đế ấm này. Phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng hai lớp nhá, bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không nó bị nóng các thứ là ra ngoài rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng và một cái con ấm này chắc chắn lắm ạ, ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này. Ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá. Đấy, Hikari. Đó. Công suất là 1.500W này, dung tích 2.3 L. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chéo luôn này. Đó, rất ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái nhau này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari với mức giá là 320.000, mình em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi, điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5 em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy, sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá, chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó, toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây, nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy, đèn báo cho từng ổ một luôn nhá, các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ở đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi, lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá, Akira đây, Akira. Đấy, max công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50-60 hạc này, Made in Japan, các bạn nhìn rõ không? Đó, Made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá, dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác, dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha, bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy, toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng Made in Japan nhá. Đấy, không có gì bị chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy, con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su, một cái giòn cao su nhá,
Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá, cái phần mặt cái phần do cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được, mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó. Bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000, mã đá mày A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại vì em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái gioăng cao su như này. Đấy, cái gioăng để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Đó, em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá. Chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt này thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nhá, 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua này bên em vừa tặng được cái sản phẩm đấy, giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái. Thì đây, cái này về rất là dễ xài đó. Đây, em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chốt nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy nhau cái miếng ra này, dán vào đây. Con này có cái băng dính mà các bác dán lên tường. Đấy, thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc, các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy, trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này, các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc thôi nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang gửi bác là 10k một cái kệ hai dâu này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống rồi đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây, một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá.
Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường. Và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít. Thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên. Lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên. Rất là gọn gàng, ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ nhảy. Một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá. Từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi, toàn bộ bằng inox luôn nhá. Nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm nữ ra nó rất là ướt át, ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó. 100.000 bộ thôi nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đang gửi bác là một một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100 chọn bộ, như một bộ nhà này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này, và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nhá. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này. Đấy, của cái bảng mạch này rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu, siêu bền luôn. Riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB, các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây, có cả đèn báo luôn này. Đấy, cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung, chân iPhone này. Đấy, chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này, và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nô đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là
lõi lọc nước nhá, đầy đủ luôn. Rồi là hai cái bếp phun, con này thì có hai bếp phun, một bếp phun cho chế độ là rửa xe đấy, và rửa xe rửa sân, và một cái bếp phun để các bác có thể dùng để tưới cây đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác, ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin, sao cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào, bật máy test cho bác coi nhá. Đó, đây, đó, lên này, các bạn nhìn này, đấy, vẫn còn nước này, đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này, đó, nguyên nước luôn nhá, đấy, rất ok luôn, đó, cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn, đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn, đấy, lực phun nó rất là khỏe, cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này, đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra, đấy, về các bác lắp đặt vào các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dạ gì đằng nhà. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài. Thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cái phần muội miếng các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng, các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá. Kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, tổng thì sẽ còn có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước. Róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây này, một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này, 5 này, 6 nha. Đấy,
Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá. Rất ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông hai lớp. Đấy, bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhá. 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá. Dày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hot rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hot rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hot rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá. 160.000 một bộ này. Bộ chổi kèm với hot rác nhá. 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đấy, thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào. Sau đó các bác xài luôn. Đây. Nó có cái phần đầu chổi này. Đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy đây. Dạng đầu cước các bác quét ở môi trường ở bướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy, thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết vào đây nhá. Các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó. Đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác mở xem này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối xem vào với nhau. Đó, đây. Cái phần này thế này. Đó, các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hot rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây, các bác nối luôn vào đây cho em. Đó, các bác nối đây cho em nhé. Đó, các bác nối vào đây. Đó, thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây, khi mà các bác sử dụng, các bác lắp đặt nó sẽ như này, sẽ gồm có là một chiếc hot jack đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hot jack là các bác dùng thì các bác hot jack rồi. Đấy, thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế, và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho này, các bác tuốt này. Đấy, cho này, các bác tuốt xem. Đấy, và ví dụ dính bẩn thì các bác cho này, các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nha, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào. Rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để đấy được. Hoặc các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây, có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này cho em. Đấy, nó rất là gọn nha. Đây, thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nha. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này. Các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm, các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi lúc các bác dọn xong, mình dọn xong rồi, chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hot rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chổi này với cái hot rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn, nên là ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong, đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi hot rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nha. Đấy, gặp như này thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hot rác đó. Các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hot rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy, đi đây.
vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông á, nên đâm ra nó lại bị hết hàng. Thì đây đợt đấy nó về thêm cho bác nhá. Đấy dòng chiếu điều hòa, đấy chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn, nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đèn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã thôi nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8 và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhé. Đấy xem giường bao nhiêu kích cỡ các bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây. Nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng ạ. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 x 2, 1m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá. Có cả gối luôn thì em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này. Gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này. Rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế là dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thái học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho một con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Đó, nằm rất thích. Mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái, lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thái học nhá, chất gối công thái học. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thái học nhá. Đấy, gối công thái học này, gối công thái học này thì hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thái học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này, các bác cứ ấn cho em thoải mái, đấy, nó về bình thường luôn, ấn thoải mái nó về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá, đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá. 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ. Cái phần bản ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này
cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này, cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện nó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Còn đây phần trên này của nó này, đấy, có thiết kế dạng lô này, đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng, không bị nóng. Đấy, đây bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá, 50.000 đây. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao nó vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này. Đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, các bác nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá và kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250 ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt rồi anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ gì. Các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác xịt vào chi tiết máy nhá, cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp cứ bóp thì sẽ ra, đấy không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu xịt nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt dầu xịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250 ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. 40k một cái nhá, bình xì dầu nhớt 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng, đó là cái bộ bóng đèn 3W này. Lên mã em xem cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W. Bên em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 3W này với giá là sẽ là 10k một quả này. Cái này thì cái công suất nó rất là nhỏ. Đấy, công suất nó chỉ có 3W thôi nên là cái tiền điện nó rất là ít. Đấy, phù hợp cho ví dụ các bác lắp ở đầu cổng mình thắp qua đêm, hoặc là các bác lắp ở đường đi đối lại, những cái chỗ vị trí mà ánh sáng không cần quá là sáng, gọi là đủ sáng để các bác sử dụng thôi. Đấy, không cần quá sáng thì các bác lắp cho em quả này, vừa tiết kiệm điện mà dùng rất là hay, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, con này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nha, nó 3W thôi, khá là sáng đấy và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, sử dụng là điện 220. Đấy, bên em thì sẽ có hai mã màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào các báo nha. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đèn 3W bên em đang bán cho bác là một quả này chỉ có 10k một quả thôi. 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá. 10k một quả, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 10k một quả bóng đèn 3W nha. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ
mà nó cần các bác cần vá víu cần 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 chóc vào đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi, rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo 2 thành phần nhá, lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần đấy, keo 2 thành phần này 40k một cái típ keo 2 thành phần nhá, 40k một típ này là 100 ml nhá, đấy, một típ này là 100 ml 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như mông hổ nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa, táo khô Hàn Quốc đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ngày Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá, trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này cũng ok đấy. Hàng này thì đết còn già nhá, đết còn già luôn. Đây để em tìm cho các bác cái đết này. Đâu đết của nó có đoạn nào, à đây, đết thì sẽ là 2027 nhá, 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá, đết còn đến tận mấy năm nữa cơ, nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này đó, cái này táo khô Hàn Quốc nhá, táo khô Hàn Quốc hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to đó, túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được đấy, táo khô Hàn Quốc đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này, đấy rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu, đấy ngâm rượu để Tết uống cũng ok, cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá, các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn, ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn, và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá, rất dễ uống luôn, mà nó ngọt 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 dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán, các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món, đó. Nó chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá, 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật cũng nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc.
chơi sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5cm gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt, các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này
em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này nó phải nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này chưa, đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy rất là rộng nhá. À con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa, đấy nó sẽ sáng hai bên như này, đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây sáng kinh khủng luôn đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, đấy các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây đấy đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá, đây sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này, đây tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy đấy có nháy cảnh báo biết rồi này, tắt đi này, đấy tối om luôn nhá, em bật lên này sáng kinh khủng luôn các bác nhìn này. Ui ôi dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng nhá. Đây đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá, đấy, bật cái cam rộng này đấy, bật cái cam rộng nhá, đó đây đây đấy sáng dã man, rộng dã man luôn nhá, đó đây bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy sáng dã man luôn. Đây chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn như ban ngày luôn nhá. Đấy rồi đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này, đấy, đèn pin hai đầu lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn, giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k bên em vẫn sẽ bao ship các luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá, độ sáng cực cao luôn.